Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Phụng Music. Như đã đề cập với các bạn trong tập trước thì kỳ này Minh Phụng Music sẽ giới thiệu đến mọi người những chức năng hiện đại được trang bị trên cây piano BA88H Plus nhé. Phía ngoài cùng bên trái chính là cổng nguồn và cục adapter với công suất 12V. Tiếp đến là pedal và cổng kết nối pedal giúp người chơi tự do điều chỉnh độ vang của bản nhạc. Cổng kết nối trên đàn vô cùng tiện lợi với USB MIDI, kết nối Atasia với máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Cổng tai nghe để chơi nhạc mà không làm phiền đến mọi người. Đàn được thiết kế cụm nút điều khiển chức năng rất đơn giản và khoa học, cho phép người chơi mới có thể điều chỉnh chỉ với một vài thao tác tiện lợi. Các mẫu âm thanh 3D được ghi lại từ các nhạc cụ acoustic sẽ khiến bạn ngạc nhiên với âm sắc phong phú và chất lượng cao. Cây đàn còn sở hữu 16 vo nhạc cụ, chức năng trên đàn vô cùng đa dạng với Jazzbo giúp tăng giảm tông, metronome để đếm nhịp. Đàn còn trang bị bộ xử lý tín hiệu số DSP để tăng thêm độ chân thực của âm thanh và mức độ điều chỉnh của reverb chorus để tạo thêm âm thanh cho giai điệu. Và đây là 88 phím đàn trên cây BA88H Plus, thiết kế tinh xảo đảm bảo cho bạn khả năng chơi nhạc tuyệt vời. Với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, bạn có thể tự do tăng giảm âm lượng hoặc tận hưởng thời gian luyện tập riêng tư một cách dễ dàng với nút xoay chỉnh volume. Đàn có 2 màu đen trắng theo sở thích của khách hàng. Ngoài những cải tiến về công nghệ thì BA88H Plus còn được Minh Phụng Music đem đến cho người chơi chế độ bảo hành vô cùng hấp dẫn với bảo hành 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Và các bạn đừng quên là cây đàn này hiện đang có ưu đãi vô cùng hấp dẫn lên đến 20% từ 8.6 triệu còn 6.9 triệu trong tháng 10 sắp tới nhé. Vậy là buổi khám phá chức năng của cây BA88H Plus đã hoàn tất. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.